Ba video trước, Nam đã dẫn các bạn đi qua những cái cung đường hết sức là cảm xúc, vượt qua rất là nhiều các cái khó khăn, một mình đi trong đêm tối ở nơi rừng núi như thế. Có những cái đoạn nó khó khăn quá, mình đã quyết định mình quay lại. Nhưng khi mình ra một cái quyết định, mình luôn ngồi trấn tĩnh lại khoảng mấy giây và mình đặt câu hỏi vì sao mình bắt đầu. Rồi mình quyết định đi tiếp. Chúng ta lại phải lùi lại một cái đoạn đường khá là dài. Và may quá có một cậu bé là người địa phương ở đây. Cậu ấy bảo là lùi đi rồi cậu ấy hướng dẫn cho mình cách đi. Đói bụng quá. Đang cắn dở cái bánh chocobai thì cậu ấy đến bảo chú ơi chú đi theo cháu dẫn đi. À thế thì phải đi thôi. Không kịp ăn nữa, tí nữa ăn sau. Không hiểu sao hôm nay lại đói như thế này. Cồn cào ruột gan lên. Và bây giờ mới chỉ khoảng gần 7 giờ tối thôi. Con xe này đèn hậu thì lại rất là tối. Đây có lẽ là một cái bài học, là một cái trải nghiệm của mình để mình có thể là sau mình sẽ tính toán kỹ hơn trước khi đi. Nhưng đúng con đường này họ làm như thế này thì đúng là cũng khó, thì có thể là có mối quan hệ nào đó để hỏi, trừ khi là chúng ta có thể có mối quan hệ ở xã, các cái xã địa phương ở đây. Chỗ để quay đầu. Tuyệt vời quá. Cái đoạn này có thể là làm thêm được cái bánh nữa. May quá. Có cậu bé. May mà ở đây mình không có một ai đồng không mông quạnh giữa cái đồi núi heo hút thế này. Lại có một cái cậu bé cậu ấy đi qua. Các bạn có thể nhìn thấy con đường này thì làm gì nếu có người nào đi qua được. Nghĩ rằng là có thể có con đường khác để có thể dẫn đi vào bên trong. Đấy, đường thì như này, các bạn đi xe máy thì đi nhanh được, nhưng con gầm thấp của mình thì cũng phải lựa các cái sống để bánh nó đè lên các cái sống đấy để nó không bị sạt gầm. Cũng đông lắm rồi, tôi không đi đường trường, không đi trải nghiệm để hơn một năm rồi. Khi không đi làm công trường nữa thì tôi không dùng xe bán tải để đi nữa. Trước đây tôi được một công ty cấp cho một cái xe bán tải để đi công trường. Các bạn. Úi giời. Vỡ hết gầm. Đây là cũng có người dân cũng đi đi nhầm đường, cũng phải quay lại. Rất là hại xe. Mình đúng là sai lầm. Đây là con đường mà bạn ấy dẫn đi đây. Hy vọng là tôi có thể giải quyết được vấn đề này. Dốc khá là cao, không biết là có đi được không. May quá là đi được các bạn. Hy vọng là con đường này thông suốt để tôi có thể tới được đích.
các phương tiện. Sức gập ghềnh và khó khăn. Ở đây có chuyện gì mà sao nhiều xe máy ở đây đông thế này? Chắc người ta có đám cưới hoặc là đám tang gì đó. Đông quá, rất là đông. Như bình thường ra thì nếu mà tôi không biết ấy, không may mắn mà không gặp cái bạn trẻ vừa rồi, bạn ấy chỉ cho thì đúng là tôi đã quay ngược trở lại rồi. Quay ngược trở lại là coi như là một ngày hôm nay là một ngày công cốc, không được việc gì cả. Nhưng mà bạn ấy chỉ cho tôi một cái lối rẽ, nhìn nó như kiểu là đi lên một cái ngọn đồi, nhưng mà nó lại là cái đường để chúng ta có thể đi được vào bên trong này. Đấy là cũng có lẽ là nay nói gì thì nói, đến thời điểm hiện tại coi như là tôi đã là người may mắn rồi. May mắn vì đã vượt qua được những đoạn đường mà có lẽ những ngày trước đây không thể đi được. Và hôm nay thì lại thông, sau đó thì lại đi vào một cái đoạn đường cốt đang thi công, và nó là một cái đoạn đường mới có thể rút ngắn được cái quãng đường đi cho mai sau. Nhưng mà người ta lại đang thi công nên không thể đi được. Nhưng trong lúc khó khăn thì lại có người trợ giúp đến. Người ta nói rằng là miễn là bạn không bao giờ bỏ cuộc thì Thượng Đế sẽ cử người xuống giúp đỡ bạn để bạn có được cái điều mà bạn mong muốn. Nhưng hôm nay đối với tôi đúng là cái điều đấy đúng là nó đang diễn ra. Thượng Đế cử đến những người giúp tôi để tôi có thể tiếp tục hành trình, tiếp tục con đường mà không phải quay ngược trở lại, không phải trở về. Nhầm đường rồi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là đường nào là đường đúng đây? Chắc là con đường ở trên. Trời ạ. Đúng là phải đi thì mới biết, phải vào hang mới bắt được cọp. Quay đi quay lại liên tục bởi vì đường giữa đường mới và đường cũ. Không biết là con đường nào là con đường để cho chúng ta đi. Đường khá là sóc. Anh ơi, con này con đường này còn khó đi không? Nốt đằng này thôi. Nốt đằng này cái chỗ xuống xuống lên tí là ổn thôi. Nào ổn rồi anh. Xe con của em có đi được không? Tốt. Vâng, cảm ơn anh. Thực sự là căng thẳng. Các bạn có thể thấy con đường như thế này mà tôi hành hạ em Ford EcoBoost của tôi. Đấy, các bạn nghe thấy cái tiếng rộp 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 ở cái cầu xe của tôi không? Tôi phải chọn cái sống của con đường để bánh nó đè lên cái sống đấy thì mới đi được. Còn nếu không thì sẽ rất là khó, không thể đi được. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Phải đè đấy, đè lên cái sống này. Thực sự rất là căng thẳng. Và có thể là xa lầy ngay bất kể lúc nào. Có thể sạt lầy bất kể lúc nào. Nếu mà chúng ta không đi đúng sống vì gầm con này quá thấp, nó có thể. Cái này mà trời mưa thì chắc là không thể nào có thể đi được. Và chuẩn bị lại sắp báo gió lạnh đến thì không biết có kèm theo mưa hay không. Thì nếu mà kèm theo mưa thì chắc là tôi phải đóng cửa. Phải cả tháng trời may là mới ra được. Hoặc là có thể gửi xe trong này bao giờ đường làm xong thì đi ra. Điểm nào có thể đi được đây? 1
dự án làm đường ở đây cũng khá là lớn. Nhà thầu thi công nào chọn được cái miếng thầu, gói thầu này thì đúng là một gói thầu quá ngon. Làm ở địa hình đồi núi này, mình đã từng đi thi công rồi, mình biết được là làm kinh tế ở những cái dự án này khá là tuyệt vời. Khối lượng đào đắp rất là mông lung. Thôi, lại một chiếc xe to nữa. Này thì may quá, chỗ này có thể lẽ được. Lẽ được. Ôi trời, may quá. Lên núi ra. Không biết là núi nào là lối chuẩn đây. Không biết núi nào là núi đi chính. Trên kia thì không thể xuống được. Đây chỉ đây là những con đường tạm thôi, những con đường tạm để cho chúng ta đi trong quá trình thi công. Đây là công trường. Anh em cán bộ công trường đang ăn cơm. Nhớ lại cái cảnh ngày xưa của mình. Mình cũng đã từng ở những cái công trường như thế. Lại gặp trở ngại như thế này, các bạn phải tính sao đây. Không thể đi được. Lùi thôi. Ôi, man thật. Nhiều cạm bẫy quá. Trước không thể biết được là như thế nào. Đều có hai con đường để đi. Nhưng mà đi một con đường thì đến đây lại gặp cái xe lu. Bây giờ lại phải lùi. Chúng ta có thể đi như thế này, chúng ta mới biết được là tương lai ở khu bên trong này như thế nào. Số điểm này quay đầu được. Chúng ta quay đầu đây. Hơi khó một tí. Một cái rào cản tiếp theo nữa. Mình vừa vượt qua một cái đoạn mà nó sạt gầm khá là nghiêm trọng. Không biết là có ảnh hưởng gì đến gầm xe của mình không. Vì gầm xe của mình nó có một cái be bằng nhựa ở ngay phía đầu. À, em đi ủi đá, vừa xong là ủi khá nhiều đá. Cảm thấy mình cái gầm đấy. Bây giờ tiếp tục tránh tiếp cái đoạn thi công này. Quá nhiều trải nghiệm để từ chuyến đi.
nhìn chả thấy gọi là một cái điểm sáng nào trong cái chuyến đi này các bạn ạ. Nhìn rất là tối, phía trước mặt mình là một màu đen xì. Màu đen xì. Rồi, chúng ta có thể lách được rồi. Trời ơi, anh Xúc đứng đây đường này. Mình cứ tưởng là con đường này chuẩn bị. Đưa ra điện thoại các bạn. May quá đến gần xã Tân Mai này, đến gần trung tâm xã Tân Mai. Mình có hỏi thăm được một cái quán ăn. Thôi dừng lại để ăn cái. Hành trình mình đi cũng được khoảng độ 70-80 cây rồi. Ở địa điểm này thì sau lưng ở đây cũng giáp với Hồ Hòa Bình. Nó là cái điểm xã Tân Mai. Ở đây họ đang làm bê tông đường khá rộng. Cũng đổ bê tông bằng thương phẩm. Đúng cái địa điểm này là địa điểm chờ đổ bê tông. Các bác đổ này đổ thâu đêm hả bác? Hai xe nữa ạ. Ồ, nhà bà có cái nhà sàn đẹp quá nhỉ. Ở quanh đây có cái nhà homestay nào không anh? Homestay là sang bên sông này ạ. Bên sông bên kia á? Vâng, từ đây sang là đi thuyền không phải tầm hết tầm 50.000 tiền đò. 50.000 nhưng ô tô thì đi làm sao được? Ô tô không đi được ạ. Đi ô tô thì vẫn là đi vòng. Đi vòng từ đây đây là vẫn phải về chỗ chỗ bên sang ấy. Bên sang xong rồi ra ngã ba vào. Bây giờ nếu không đi sâu bên trong này là không có nhà nghỉ, không có nhà gì hết đúng không? Không có anh. À. Nhà em mới làm thì chưa làm chưa. À. Chưa, nghĩa là cũng có định hướng là làm về ấy đúng không? Vâng. Vừa đói vừa mệt, tôi vào quán cơm dọc đường, quán cơm rất là sơ sài để gọi mâm cơm để ăn. Thực sự các bạn là gọi mâm cơm như này nhưng cuối cùng chỉ ăn được nưng bát cơm và một hai miếng thịt. Khẩu vị nó không phù hợp với mình lắm. Nghe bạn chủ quán, bạn ấy nói là đường đi còn rất là khó khăn. Mình thực sự là thấy là nghĩ đoạn đường đi còn dài và còn nhiều khó khăn. Thế là ăn xong mình quyết định thôi quay trở ra. Không có duyên rồi. Nhưng chả biết thế nào khi mình ra đến xe, mình ngồi tĩnh lặng trong xe một lúc, định quay đầu xe, thì mẹ đã đặt câu hỏi rằng là tại sao mình lại quyết định mình đi? Vì sao mình lại quyết định mình đi? Vì sao mình lại bắt đầu? Thì mình bảo rằng đã bơi được 3/4 dòng sông rồi. Chẳng nhẽ bây giờ còn 1/4 dòng sông nữa mình lại quay lại. Thế là mình quyết định tiếp tục đi tiếp. Mặc có thể ngủ ở ngoài xe cũng không sao cả. Và cũng rất là may mắn là toàn bộ cái hành trình đi chỉ còn một vài cái điểm khó khăn nữa thôi. Và mình cũng đã vào được cái đích mình cần đến. Đó là vào được cái xóm đá đỏ của xã Tân Thành, huyện Mai Châu, là cái nơi mà mình đang xem xét và mình cũng đã từng đến điểm đó bằng thuyền rồi. Khi vào tới đó thì mình gặp các chú người dân bản địa đang ngồi xem bóng đá. Cái trận đấy là cái trận trước trận Việt Nam đá với Thái Lan lượt đi của AFF Cup. Thì thấy không khí cũng rất là tưng bừng. Thế là mình vào mình cũng hòa cùng với cái niềm vui của họ. Sau đó là mình cũng làm quen. Sau đó mình cũng hỏi. Vì dịch Covid nên là giai đoạn đầu mình tiếp cận nó cũng hơi khó khăn một chút. Và mọi người cũng dè chừng. Nhưng sau khi mình nói là mình đã tiêm rồi, là mình cũng lên đây vài lần rồi. Và hôm nay là đi bằng đường bộ lên. Chưa có chỗ ăn nghỉ. Thế mà bác chủ nhà có thể cho ngủ nhờ một đêm không? Thế là ở đây các bác ấy sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình và nói là cứ ở đây ngủ thôi. Sau đó là các bác cũng ngồi tâm sự trò chuyện với mình đến khuya đấy. Cũng phải đến hơn 10 giờ, 10 rưỡi gì đó. Sau các bác thì cũng trải đệm ra cho mình và sắm cho mình cái màn và cho chăn ấm để mình đắp. Thế là tối hôm đó mình được ngủ ở tại một hộ dân và được biết là cái anh chủ nhà này lại là anh trai của chủ tịch xã Tân Thành.
một điều rất là may mắn, mình cũng đã xây dựng được một cái mối quan hệ với một hòn đá tảng ở đây. Anh ấy sau khi biết thì anh tên là Kỳ, và anh ấy là người khá là có uy tín ở trong địa phương này. Mình sẽ xây dựng mối quan hệ với anh ấy, thì lần sau chắc chắn mình có vào nữa thì mình cũng sẽ ở nhà anh ấy, vì nó cũng là trung tâm, nhà cửa cũng khá là sạch sẽ, nhà xây hiện đại như nhà ở miền xuôi của chúng ta chứ không phải dạng nhà sàn, nên là ở nó cũng yên tâm hơn. Có một số bạn cũng không có khả năng, mà vì một lý do nào đó bạn ấy cũng bảo mình rằng là anh đừng có ngủ ở nhà dân, anh không sợ họ bùa à, rồi rất là nhiều các cái rào cản khác. Nhưng mà mình không sợ, vì thực ra trước đây mình đi công trường, mình cũng tiếp xúc với các em làm công nhân cho mình, cũng là người dân tộc, thì thực ra mình thấy là người ta rất là hiền lành. Và cái chuyện bùa yểm bây giờ chắc chắn là không còn nữa rồi. Thế câu chuyện sinh hoạt của mình ở nhà dân, ăn uống, sinh hoạt như thế nào, mình sẽ làm một cái video tiếp theo để cho các bạn hiểu được cái cách mình tiếp cận với địa phương ở đây như thế nào và thói quen sinh hoạt của người dân ở đây như thế nào nhé.